2022 đã kết thúc và năm nay có lẽ là một năm có rất là nhiều biến động. Và nhất là đối với những người nào trong thị trường đầu tư thì chúng ta đều thấy rằng là một năm cực kỳ thay đổi, cực kỳ rung lắc và thậm chí là một năm cực kỳ thất bại dành cho rất nhiều nhà đầu tư. Và hôm nay thì Sơn muốn quay lại để review cái danh mục đầu tư của chính mình, cũng như là để chúng ta có thể xem rằng là chúng ta có thể làm gì tốt hơn trong năm 2023 và có những bài học gì chúng ta học được. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu video này nhé. Hi, xin chào các bạn. Tôi là Sơn Đào và thời gian vừa qua thì tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn những cái góc nhìn của tôi về năm 2022 cũng như là bài học của tôi trong năm 2023. Nhưng mà có lẽ là vì công việc quá bận bịu và tôi chưa đủ cái năng lực để có thể tự sắp xếp được cái thời gian của bản thân để có thể quay lại chia sẻ với mọi người. Vì thế cho nên là đây cũng là cái video đầu tiên trong năm 2023 và cũng là một cái lời hứa cho bản thân mình cũng như là dành cho những người đã theo dõi Sơn trong thời gian vừa qua. Đó là tôi sẽ cố gắng để có những cái video đều đặn hàng tuần để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cái phương thức đầu tư, những cái cách để chúng ta có thể tìm được sự tự do trong cuộc sống. Và trong video này thì Sơn muốn nói về cái thay đổi về thị trường khá lớn trong năm 2023 và liệu là chúng ta có thể làm gì tốt hơn dù cho là cái năm 2022 là một cái năm mà chúng ta thấy rằng là có nhiều sự biến động và có thể là dẫn đến nhiều sự thất bại cũng như là nhiều sự sợ hãi đối với các nhà đầu tư. Vậy thì có lẽ đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu đi đến với cái việc là nhìn lại năm 2022. Đối với tôi thì mặc dù là một nhà đầu tư cũng khá là lâu năm và bản chất là trong khi mà tôi đi học trong trường đại học thì tôi cũng học trong ngành tài chính và tôi cũng có những cái góc nhìn về đầu tư cũng khá là lâu dài. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cũng không tránh khỏi đó là trong năm 2022 cũng là một cái năm mà tôi chứng kiến cái danh mục chứng khoán của tôi đi xuống khoảng tầm 20%. Đương nhiên là có những cái chứng khoán mà tôi đã chốt lời trước đó, thế nhưng mà giảm xuống 20% thì cũng là một cái gì đó mặc dù là tôi không có quá nhiều cảm xúc khi tôi nhìn vào con số trừ 20% vì tôi biết rằng là thị trường sẽ có lúc lên và có lúc xuống. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn về đầu tư thì tôi luôn luôn cố gắng nhìn vào cái việc đó là vậy thì có những bài học gì tôi sẽ học được. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ những cái điểm tốt mà chúng ta làm được, rồi chúng ta sẽ đi đến những cái điểm mà không tốt để xem là chúng ta năm ngoái chúng ta làm được gì. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến những cái điểm tích cực ở trong năm 2022 với bản thân cái danh mục đầu tư của tôi. Vậy thì đầu tiên ấy, đó là về cái việc là điểm tốt là gì. Thế tôi nghĩ là cái điểm sáng nhất trong cái danh mục đầu tư của tôi ấy, đó là tôi dành ra thời gian rất là nhiều để chọn ra những cái cổ phiếu mà đầu tư vào những cái công ty mà hoạt động rất là tốt. Và các bạn có thể là click vào cái link ở đây hoặc là các bạn có thể xem ở trong cái phần mô tả của video này những cái video mà tôi đã chia sẻ về cách mà tôi lựa chọn cổ phiếu. Đó là nó dựa trên những cái phân tích cơ bản nhất, đó là đầu tiên đó là công ty đó là công ty gì, ban lãnh đạo công ty đó có tốt hay không, có gắn bó với công ty hay không, những cái lãnh đạo của công ty có nắm nhiều cổ phần của công ty hay không, sau đấy là công ty sản xuất những cái sản phẩm gì, họ có thương hiệu tốt hay không, họ có khả năng để có thể là tăng giá bán bền vững trong tương lai hay không, và cuối cùng đó là các cái chỉ số tài chính của họ, bảng cân đối tài chính của họ có tốt không, khả năng trả nợ ngắn hạn, trả nợ dài hạn của họ có tốt không, cái lưu chuyển tiền tệ trong dòng kinh doanh của họ có tốt không, và các tỷ lệ khác trong cái bản báo cáo tài chính thì tôi cũng đã chia sẻ trong các cái video trước rồi. Và đó có lẽ là điểm sáng lớn nhất trong cái quá trình mà đầu tư năm 2022 của tôi, đó là khi mà tôi chứng kiến cái thị trường lao dốc 30% thì tôi cũng luôn luôn chắc chắn rằng đó là mình vẫn luôn giữ những công ty rất là tốt và có thể là trong cái thời gian ngắn hạn này họ đang đi xuống, tuy nhiên là trong tương lai họ vẫn là những công ty bền vững và có thể vươn lên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tiếp theo là những cái điểm mà không tốt và là những cái điểm mà tôi có thể học được trong năm 2023. Vậy thì cái điểm tôi học được đầu tiên đó là mặc dù là chúng ta DCA, tức là chúng ta luôn luôn trung bình giá khi chúng ta mua vào cổ phiếu, thế nhưng mà chúng ta có thể làm tốt hơn chỉ đơn giản là DCA, đó là chúng ta không mua trong cái thị trường mà chúng ta cảm thấy là thị trường quá đắt. Và vậy thì thị trường quá đắt là gì thì một lát nữa tôi sẽ chia sẻ cái bài học thứ hai về cái cách mà thị trường vĩ mô vận hành và chúng ta cần phải hiểu về cái thị trường nó ra sao. Thế nhưng mà có bài học đầu tiên đó là khi mà DCA thì chúng ta cũng phải tính toán đến cái việc là toàn bộ thị trường nó có đang quá đắt hay không. Và kể cả là khi chúng ta mua những cái công ty rất là tốt mà chúng ta biết rằng là cái tầm nhìn 10 năm, 20 năm của họ là những cái tầm nhìn rất là bền vững và ổn với chúng ta, thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm tốt hơn, chúng ta vẫn có thể DCA ở những cái thời điểm mà thị trường nó rẻ hơn để chúng ta có thể sở hữu những cổ phiếu với cái điểm mua tốt hơn. Đấy là bài học đầu tiên. Bài học thứ hai đó là đúng là chúng ta sẽ cần phải nhìn vào các cái yếu tố kinh tế vĩ mô ở trong thị trường khi mà chúng ta quyết định đầu tư.
nghe thì có vẻ là kinh khủng khó khăn, nhưng mà thực ra là kinh tế vĩ mô là một cái gì đấy mà nếu mà chúng ta dành ra thời gian để chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó là một cái gì đó đơn giản một khi mà chúng ta đã hiểu cái cách mà nền kinh tế vận hành. Vậy thì nền kinh tế vận hành thì lớn nhất đó là dựa vào cái việc đó là các ngân hàng nhà nước và các cái đơn vị trung ương tạo ra cái nguồn tiền cho nền kinh tế như thế nào. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào cái thời điểm vừa xong, khi mà sau khi mà Covid-19 xảy ra ấy, thì nhà nước muốn tạo ra một cái nguồn tiền mới bằng cái cách đó là họ giảm lãi suất, họ tạo ra những cái cơ chế để có thể là kích thích nền kinh tế tăng lên. Vì thế cho nên là cái nguồn cung tiền ở trong thị trường nó sẽ cao hơn. Cái này thì rất là đơn giản, đó là khi mà cái lãi suất mà gửi ngân hàng hay là lãi suất của ngân hàng nhà nước đưa ra cho các ngân hàng thương mại mà giảm đi ấy, thì các ngân hàng thương mại có thể là cho vay với lãi suất thấp hơn. Và chính vì thế cho nên là kích thích cái nền kinh tế. Khi mà chúng ta là những cái người làm kinh doanh thì chúng ta sẽ muốn vay tiền để làm kinh doanh với một cái mức lãi suất rẻ, đúng không ạ? Và trong cái quá trình mà bị Covid-19, nền kinh tế khó khăn, tâm lý của nhân dân có vẻ sợ hãi hơn, thì cái việc mà giảm lãi suất để cái nguồn cung tiền ở trong dân cao lên nó sẽ kích thích nền kinh tế. Và chính vì thế cho nên là kinh tế trong quá trình mà 2021, 2022 và đầu 2020 thì thậm chí kinh tế còn phát triển tốt hơn vì mọi người có nhiều tiền hơn để làm kinh doanh. Và chính vì vậy cho nên là chính vì dòng tiền trong nhân dân nhiều lên như vậy cho nên là kinh tế phát triển. Đồng thời đi với cái việc đó, đó là các cái thị trường đầu tư phát triển. Và cái điều này thì nó không chỉ áp dụng cho thị trường đầu tư, không chỉ áp dụng cho thị trường cổ phiếu mà tất cả các cái thị trường hàng hóa nó đều đi lên. Các bạn sẽ thấy rằng là giá bất động sản cũng đi lên, thậm chí là những cái sản phẩm hạng sang, ví dụ như là nhà cửa cũng đi lên, hay là đồng hồ hạng sang, đúng không ạ? Tất cả những cái sản phẩm như vậy thì nó đều tăng giá vì đơn giản là dòng tiền trong thị trường tăng lên. Và ngược lại, khi mà thị trường nó quá nóng và nó cần điều chỉnh ấy, thì nhà nước sẽ điều chỉnh cái lãi suất cho nó tăng lên để người dân hay là các doanh nghiệp sẽ bớt vay hơn và nghiêng về cái việc là gửi tiết kiệm đối với các ngân hàng. Vì vậy cho nên là thị trường nó sẽ tự điều chỉnh. Và vì cái chu kỳ kinh tế như vậy cho nên là cái giá của cổ phiếu nó cũng sẽ đi theo cái chu kỳ như vậy. Thậm chí nhiều khi chúng ta có thể thấy rằng là công ty mà chúng ta đang mua cổ phiếu để đầu tư vào đó, các cái chỉ số về tài chính của họ chưa chắc đã thay đổi, không hề thay đổi. Nếu mà chúng ta nhìn vào các công ty ví dụ như là các ngân hàng thương mại lớn, ví dụ như là Techcombank hay là MBB hay là TPB, thì chúng ta thấy rằng là các con số kinh doanh của họ vẫn rất tốt, họ vẫn tăng trưởng doanh thu và họ vẫn tăng trưởng lợi nhuận. Thế nhưng mà giá cổ phiếu của họ có thể bị giảm những 40-50%. Vậy thì thực ra đó không chỉ đơn giản là cái tâm lý đầu tư của nhà đầu tư, mà nó còn là cái việc là do cái nguồn cung của thị trường, nguồn cung tiền của thị trường nó đang giảm đi quá nhanh và mọi người không còn quá nhiều tiền để mà đầu tư vào thị trường nữa. Cho nên là khi mà nguồn cung của tiền mà nó giảm đến như vậy, tức là cái nhu cầu về việc mua những cái tài sản để đầu tư nó cũng giảm đi. Vì vậy cho nên là giá của các cái tài sản đó nó sẽ thấp xuống. Khi mà chúng ta DCA thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy đó là thị trường tiền tệ hay là cái nguồn cung tiền cho cái thị trường nó giảm đi. Và cái này thì nó có thể là biểu hiện rõ nhất khi mà chúng ta nhìn thấy những cái động thái liên quan đến lãi suất. Tuy nhiên là có một cái bài học thứ ba mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng rất cần phải là bình tĩnh. Đó là kể cả khi mà chúng ta mua ở mức giá mà chúng ta cảm thấy là khá cao. Ví dụ như là tôi mua Techcombank và bây giờ tôi chứng kiến cái giá của Techcombank trong cái danh mục của tôi giảm đến hơn 30%. Nhưng mà tôi vẫn giữ được cái sự bình tĩnh khi mà tôi biết rằng là công ty này là một cái công ty mà vẫn đang hoạt động rất là tốt và tôi có thể giữ trong thời gian dài hạn. Vậy cho nên là kể cả khi mà ngắn hạn thì tôi cũng không quá lo lắng. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với mọi người để chúng ta có thể bình tĩnh khi mà chúng ta đi đầu tư. Vậy thì năm 2023 thì tôi sẽ đầu tư như thế nào? Tôi nghĩ rằng là đây, chúng ta đang sống trong một cái thời điểm là thị trường đi xuống ở trong chu kỳ kinh tế. Và khi mà thị trường đi xuống như thế này thì điều này đồng nghĩa với cái việc là giá trị của hàng hóa đầu tư đang giảm đi và nó đang khá là rẻ. Rẻ đến đâu thì không ai có thể khẳng định được. Không biết là VN Index sẽ xuống đến 900 hay là xuống đến 800 hay xuống đến 700. Không có một ai có thể khẳng định được 100% vì nó có phụ thuộc quá nhiều vào các cái yếu tố khác trong tương lai. Tuy nhiên rằng đối với tôi ấy, đây là một cái mức giá đã bắt đầu tương đối hấp dẫn rồi. Và tôi sẽ trong năm 2023 của tôi, cái chiến lược đầu tư của tôi trong 2023 và đến giữa 2024 ấy, đó là tôi sẽ đầu tư quyết liệt hơn. Tôi sẽ vay tiền trong tương lai của bản thân để tôi có thể đầu tư nhiều hơn. Và cụ thể đó là tôi sẽ đầu tư ít nhất là khoảng gấp 2 lần rưỡi số tiền đầu tư hàng tháng của tôi vào thị trường cổ phiếu.
Và cái điều này thì nó rất là đơn giản thôi. Khi mà thị trường nó đang đi xuống như thế này thì chúng ta cần phải dồn tiền vào để chúng ta đầu tư nhiều hơn. Chúng ta có thể DCA nhiều hơn trong thời gian này. Và có thể là khi mà thị trường nó tăng rồi, hay là cái hoàn cảnh kinh tế và nguồn cung dòng tiền của năm 2024 và 2025 nó làm cho thị trường kinh tế dễ hơn và làm cho các cái thị trường đầu tư này giá nó cao hơn, thì chúng ta sẽ không đầu tư nữa. Và đó là chiến lược của tôi. Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm hai thứ, đó là đầu tư DCA quyết liệt hơn, và thứ hai là vẫn tiếp tục chọn, chỉ chọn những công ty nào mà tôi đã phân tích rất là kỹ và nhìn ra được là đó là những cái công ty mà có khả năng phát triển bền vững. Để dù có trường hợp như thế nào thì khi mà tôi giữ các cổ phiếu của các công ty đó thì tôi cũng vẫn rất là yên tâm. Cái bài học thứ hai mà tôi rút được ra trong 2022 ấy, đó là kể cả là khi mà tôi đã chia sẻ rất là nhiều về cái việc là không nên FOMO, không nên tham lam khi mà thị trường đi lên. Tuy nhiên là ở một đâu đó thì có lẽ là tôi cũng vẫn chưa làm tốt được điều đó. Và tôi đã tham lam ở một vài thời điểm sai. Và có thể là may mắn cho bản thân mình, đó là cái hệ quả của những cái lần tham lam khi mà thị trường tăng lên như vậy thì nó không có nhiều. Thế nhưng mà tuy nhiên đó là tôi vẫn rút ra những cái bài học để cực kỳ kỷ luật trong việc lựa chọn và mua khi mà thị trường nó đang thay đổi quá nhanh. Và đến cuối cùng, đó là nếu mà các bạn nhớ rằng là trong năm 2022 thì tôi có một cái video chia sẻ về cái việc là lựa chọn cổ phiếu cho năm 2022. Bài học của tôi ấy, đó là tôi đã dự đoán là thị trường sẽ tăng lên và tôi tự tin vào cái việc là tôi tiếp tục mua những cái công ty mà tôi đang mua. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là đấy là cũng là một cái bài học, đó là chúng ta không nên tự tin 100% vào bất kỳ một cái dự đoán nào về thời điểm hay là về con số. Và cái này thì không chỉ áp dụng cho riêng tôi, mà khi mà các bạn đọc các cái tài liệu hay là các bạn xem các ý kiến của tất cả những cái chuyên gia trên thị trường ấy, thì chúng ta cũng không nên tin vào họ 100%. Chúng ta luôn luôn để cho chúng ta đường lùi. Chúng ta không bao giờ đầu tư hết toàn bộ danh mục khi mà chúng ta tin vào một cái dự đoán nào đó, thậm chí là dự đoán của chính bản thân bạn. Mà chúng ta sẽ luôn luôn giữ một cái đầu óc bình tĩnh và cân bằng. Và đương nhiên là không đầu tư hết, mà sử dụng lãi vay quá nhiều. Và vừa xong là tôi đã chia sẻ với các bạn những cái bài học mà tôi học được trong năm 2022 và tôi sẽ áp dụng vào năm 2023, năm nay và năm tới như thế nào. Và tôi mong rằng là trong tương lai thì tôi sẽ học được thêm nhiều bài học mới và có thể chia sẻ với các bạn qua cái kênh Sơ Đào này. Và chúc các bạn một năm mới thật là vui vẻ, học được nhiều thứ và tìm được tự do cho chính mình. Hẹn gặp lại các bạn tại video sau.